Anh em đi chơi liêng ấy mà anh em mà biết được bài nào bài lớn nhất là anh em chắc chắn sẽ là người thắng rồi, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì anh em có thể né được những cái bài của anh em, tránh gặp những bài con nước. Thì đây mình sẽ cho anh em cùng xem này, mình cũng có thể là biết được bài mình thế nào là bài lớn nhất này. Đấy, đó, bài đối diện nhà mình đây sẽ là bài lớn nhất này, chưa chia đã biết nhá. Rồi, đó, cho anh em cùng xem luôn. Đó, anh em thấy không? Bài đối diện nhà mình chuyển 5 điểm thôi, vẫn là bài lớn nhất ở trong đây. Tiếp tục cho anh em xem một ván nữa này. Đấy, mình có thể biết được bài nào lớn nhất thì mình đánh cực kỳ là dễ dàng luôn. Đấy, bài mình kể cả có lên được 3 đằng ca mà biết được bài khác lớn hơn thì mình vẫn bỏ. Đấy là cái bí quyết cho anh em đi chơi liêng và luôn luôn thắng anh em nhé. Này, cho anh em cùng xem. Đây, ván này thì bài của mình là bài lớn nhất này. Đây, ván này bài của mình bài lớn nhất, chia cho anh em xem này. Nha. Đó. 7 điểm lớn nhất ở trong đây, chuẩn đến cả chất cho anh em. Đây cũng 7 nhưng mà 7 ca cơ. Còn 7 mình 7 có rô, rất là ok, cực kỳ là chuẩn xác, hiệu quả cho anh em. Thì tại vì sao ấy mà mình có thể biết được đến như vậy? Thì anh em nào muốn tìm hiểu chi tiết cụ thể thì anh em có thể là kết bạn, nhắn tin qua Zalo số online trên màn hình cho mình. Đấy, còn đây, sau đây thì mình sẽ hé lộ cho anh em cái bí mật ở đây là gì. Cái bí mật ở đây ấy, nó không có gì là to tát cả. Đấy, tại vì mình vừa rồi mình đã sử dụng một con máy đánh bài này. Đấy, mình đã sử dụng một con máy đánh bài này. Thì hiện nay bên mình có tất cả các cái dòng máy đánh bài cho anh em. Anh em nhé, có tất cả các dòng máy đánh bài, từ máy cũ, máy mới, máy đắt, máy rẻ đều có cho anh em. Máy rẻ ở đây không phải là cái loại máy đều mà mình bán rẻ cho anh em, mà máy rẻ ở đây ấy, là bên mình hiện tại đang có một cái lô hàng máy cũ. Đấy, một lô hàng máy cũ mà khách người ta đã mua, người ta sử dụng rồi và người ta lên đời. Đấy, người ta thắng được nhiều tiền quá, người ta lên đời thì người ta sẽ mua máy khác và người ta sẽ để lại máy này cho mình để mình thanh lý giúp người ta, cho nên là mình sẽ thanh lý một cái giá rất là rẻ. Thì anh em nào mà muốn săn những cái máy giá rẻ này, anh em muốn nhận cái giá ưu đãi nhất thì anh em kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho bên mình. Đấy, hoặc anh em gọi trực tiếp đều được anh em nhé. Và khi anh em mua hàng của bên mình thì sẽ có một cái phần quà ưu đãi dành cho anh em, rất là ok. Đấy, và bên mình có hai cơ sở cho anh em lựa chọn. Anh em nào ở phía Bắc ấy, thì anh em có thể đến cơ sở một bên mình là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Còn anh em nào ở phía Nam thì anh em có thể đến cơ sở ở 351 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em điện đến số hotline thì mình sẽ cho người ra đón anh em. Đấy, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em kiểm tra hàng, mua hàng thoải mái. Đấy. Và bây giờ ấy, thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái mẫu máy đánh bài mới nhất mà bên mình vừa về hàng. Đó chính là con dòng máy CVK680. Thì như anh em nhìn thấy đây. Đấy, mình đã bóc sẵn một con ra cho anh em xem này. Hình thức thì rất giống một con iPhone 7 Plus. Đấy, cực kỳ là nét luôn anh em nhé, cầm rất là vừa tay. Đấy, đằng sau này nhìn cực kỳ là đẹp luôn, không ai có thể phát hiện ra được đây là một con máy đánh bài. Chức năng của nó ấy, thì ngoài chức năng đánh bài kiếm tiền cho anh em ra thì nó anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường. Đấy, anh em thấy không, giao diện iPhone này, đấy, TikTok các thứ đều có hết. Thì khi anh em đi chơi sử dụng dòng máy đánh bài này, anh em cần lưu ý cho mình một cái điều nhỏ nhỏ, đó là anh em khi đi chơi, anh em bắt buộc anh em phải đưa được bài của mình vào anh em nhé. Đấy, bắt buộc phải đưa được bài. Mà bài thì lại có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn, nên là anh em hoàn toàn yên tâm là sân chơi của anh em sử dụng loại bài nào, bên mình cũng có loại bài đó cho anh em nhé. Đấy, còn về cái cách sử dụng con máy đánh bài này như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em qua ở đây. Cái trước hết, anh em muốn vào được cái chức năng đánh bài của nó thì anh em cần bấm vào nút gọi và nhập cái mã. Đây là cái mã bảo mật để mà khi anh em đi chơi, dù người ta có động vào máy, người ta cũng không thể biết được đây là một chiếc máy đánh bài anh em nhé. Mã của con máy này là thăng 1356 thăng. Đấy, thì cái mã này anh em có thể thay đổi tùy theo ý anh em, ngày sinh nhật hay là bất kỳ một cái con số nào ý nghĩa với anh em có thể thay đổi được này. Bấm vào đăng nhập này. Đó, sẽ hiện lên cho anh em đây, tất cả các cái trò chơi ở đây, những cái trò nào mà ba miền Bắc Trung Nam chơi ở đây đều có anh em nhé. Liêng ba cây, sâm lốc, đấy, bài cào, hay là binh sập sám, binh Ấn Độ, đấy, xỉ tố, xỉ rách, đều có thể chơi được cho anh em.
anh em thấy không, rất là nhiều trò chơi này. Ví dụ mình bấm vào đây cho anh em xem này, anh em có thể nhìn thấy được biết bao nhiêu trò cho anh em lựa chọn, đúng không? Đấy, ví dụ như mình có thể là mình test cho anh em trò liêng đi. Đấy, trò liêng là cái trò rất là thông dụng anh em hay sử dụng. Thì ở cái trò liêng này nó có rất là nhiều chế độ báo, nhưng mà mình sẽ đưa ra hai cái chế độ báo tốt nhất cho anh em khi đi chơi liêng. Cái thứ nhất là chế độ báo mà nhà nào lớn nhất cho anh em. Chế độ báo nhà lớn nhất cho anh em là sao? Là khi anh em đi chơi liêng ấy, anh em chỉ cần biết được nhà nào lớn nhất là anh em có thể né được, đúng không ạ? Dù bài anh em có lên được 3K3Q mà máy nó báo nhà khác lớn hơn thì anh em vẫn bỏ, tại vì có thể bài khác người ta sẽ lên được 3K3S. Đấy, nên là anh em lưu ý cái điều đó giúp mình. Đây, mình sẽ test cho anh em xem này. Thì khi anh em đi chơi này thì cái mắt camera nó sẽ nằm ở phía bên tay phải này. Khi anh em đi chơi, anh em có thể tắt tối màn hình này đi thoải mái nhá, máy nó đều báo. Còn đây thì mình test cho anh em thì mình sẽ mở sáng lên cho anh em cùng nhìn cho nó dễ này. Đấy, thì khi mình đặt bài, mình đặt vào cái góc độ quét của máy ở đây, nó sẽ có 6 cái mắt camera để quét cho anh em này. Ví dụ khi anh em đặt này, anh em nghe thấy không ạ? Máy báo 1 thì chắc chắn là nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất, tức là nhà của mình đây. À, 100% bài của mình sẽ là bài lớn nhất cho anh em. Đó, anh em thấy không? Bài mình 7 điểm, lớn nhất, chuẩn không ạ? Tiếp tục test cho anh em thêm một ván nữa. Khi máy nó ra báo ấy thì nó chuẩn đến cho anh em cả chất, nên anh em hoàn toàn yên tâm về độ chuẩn xác của máy anh em nhé. Bài thiếu máy vẫn báo. Đấy, anh em lưu ý giúp mình, bài thiếu máy vẫn báo, nên là anh em yên tâm là dù có cắt bài thì máy nó vẫn báo anh em nhé. À, một ván nữa này. Đó, máy báo 1, 1 lớn nhất này, ví dụ máy báo này. Máy báo 1, 1 vẫn lớn nhất cho anh em này, chia cho anh em cùng xem. Máy nó đã báo thì chỉ có chuẩn thôi, không bao giờ có sai. Anh em thấy không? 5 này, anh em nhìn ví dụ như ván này. Bài mình 5 điểm. Nhưng mà 5 quiro, bài này cũng 5 điểm, nhưng mà 5 zero, anh em thấy không? Nó chênh nhau chỉ 1 điểm ở chất thôi. Anh em vẫn thấy là nó chuẩn xác như thế nào, đúng không? Đấy, đấy là cái chế độ báo thứ nhất của cái dòng máy CVK này. Đấy, máy này nó có ưu điểm là pin thời gian sử dụng rất là lâu. Cái thứ hai là máy báo cực kỳ nhanh, chuyển đặt xuống báo này. Đó, anh em thấy không ạ? Đặt xuống báo này. Đấy, nên anh em yên tâm về tốc độ báo của nó. Mình sẽ test tiếp cho anh em chế độ báo tiếp theo mà anh em hay sử dụng nữa và nó đem lại hiệu quả tốt cho anh em, đó là chế độ mà anh em bỏ lá nhá. Anh em bỏ lá để bài anh em là bài lớn nhất. Đây, anh em bỏ lá là anh em để bài lớn nhất này. Đặt cho anh em xem này. Ví dụ khi anh em chia này, à, anh em đặt này, anh em chỉ cần bỏ đi cho mình 4 lá, 1 này, 2 này, 3, 4, đúng không ạ? Sau đó anh em chia thì 100% bài của anh em sẽ là bài lớn nhất ở đây. Đó, 9 điểm. Đấy, lại bài 9 điểm với nhau và chỉ thua ở cái chất này thôi, đúng không ạ? Bài của mình lúc nào cũng là bài lớn nhất. Tiếp tục thì mình sẽ cho anh em cùng xem. Nhiều anh em thắc mắc hỏi mình rằng là khi mà mình đi chơi ấy, ví dụ mình bỏ lá như thế này mà người khác làm cái thì sao? Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ là nhà đối diện mình làm cái đi. Đấy, để mình bỏ lá lấy bài lớn nhất về mình, đúng không ạ? Ví dụ nhà đối diện làm cái này, mình sẽ cho anh em xem. Đây, ví dụ đây, để đặt lại cho anh em này. 9, ví dụ máy báo 9 mà nhà số 1 ở nhà đối diện mình làm cái này, thì mình bỏ đi là 7 lá anh em nhé. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Đúng không ạ? Bỏ đi 7 lá, sau đó mình chia. Bắt đầu từ nhà này, đúng không ạ? Nhà này làm cái này, chia này. Thì 100% là bài của mình sẽ là bài lớn nhất thôi. 9 quy rô, đúng không ạ? Vì 9 quy rô thì lại gặp 8, 9, 10 bài mình ván này thôi. Đấy, 9 này, 2 nhà 9 gặp ngay mình 8, 9, 10. Anh em thấy không ạ? Bất kỳ nhà nào chia, mình bỏ lá, mình đều có thể lấy bài lớn nhất về mình. Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Thì hiện nay bên mình đang có chương trình khuyến mại, thì anh em cứ mua một chiếc máy đánh bài này là bên mình sẽ tặng kèm cho anh em theo một bộ bài. À, và còn một cái vấn đề nữa là anh em thắc mắc là khi anh em đi chơi ấy, trẻ nhẽ là cứ để loa nó to vậy thì người khác nghe thấy thì sao? Thì mình sẽ cho anh em cùng xem là phụ kiện đi kèm của nó sẽ có một cái tai nghe siêu nhỏ như thế này. Đó, tai nghe này thì anh em khi đi chơi anh em đeo vào tai này rất là nhỏ, đúng không ạ?
anh em đeo vào tai của mình thì không ai có thể phát hiện ra được, và nó báo cho anh em qua tai nghe này, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình để được test thử và trải nghiệm thực tế về sản phẩm. Bên mình thì uy tín đặt lên làm đầu thôi, cho nên là khi anh em đến mua sản phẩm hay là đến test thử sản phẩm nhá, anh em ưng ý thì anh em mới lấy, còn không thì anh em không mất bất kỳ một khoản phí thử nào. Đấy, nên là rất là yên tâm cho anh em. Còn những anh em nào ở xa ấy, mà không có điều kiện đi lại, thì anh em hãy yên tâm giúp mình là bên mình nhận gửi hàng cho anh em. Đấy, nhận gửi hàng cho anh em nhé. Thì khi mà anh em nhận hàng của bên mình là anh em sẽ được phép kiểm tra hàng. Đấy, anh em kiểm tra hàng ok thanh toán tiền, không ok giả về, hoàn toàn là thoải mái cho anh em. Thì bên mình có hai cơ sở như ở đầu video mình đã nói. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Cơ sở 2 là ở 351 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Anh em đến nơi, alo đến số hotline trên màn hình cho mình, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Đấy, thì cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.